một trong những cái vấn đề mà em bức xúc nhất khi mà huấn luyện viên Erik ten Hag đến Manchester United đấy. Vẫn là giữa đội trưởng đúng không? Cái đúng rồi, nó vẫn là đội trưởng. Vẫn là đội trưởng. Bây giờ bảo là ok, tôi muốn giữ David De Gea ấy. Tôi vẫn muốn giữ David De Gea tại vì Dean Henderson là vẫn chưa đủ chưa chứng minh đủ. Tôi chưa gặp Dean Henderson, David De Gea mùa giải trước là Players Player of the Year của MU. Tất cả các cầu thủ của MU đã vote là chọn David De Gea là cầu thủ xuất sắc nhất. Ok. Và nếu như mà thay Dean Henderson vào trong De Gea thì có thể dẫn đến nhiều cái xích mích và lục đục nội bộ. Cái đấy thì ok, em hiểu được một phần. Nhưng mà cái việc mà giữ cho Harry Maguire vẫn còn làm đội trưởng, cái này thì dưới góc nhìn của một fan MU em không thể hiểu được. Anh không biết là anh có thể lý giải cái điều này như thế nào được. Đấy là một sự an toàn của một người mới đến. Đó là sự an toàn của một người mới đến. Người ta sẽ không thay đổi quá nhiều điều khi mà mới đến đây đâu. Anh nghĩ như thế. Và đấy là một quyết định thực sự là cho thấy là huấn luyện viên Erik ten Hag rất là tôn trọng những cái vấn đề đang xảy ra ở nội bộ câu lạc bộ. Ngay cả cái việc cho em giơ tay và hỏi anh nhanh thôi. Em hỏi anh nhanh nhá. Nếu như mà như thế thì không phải là cái thời điểm mà chúng ta thay đổi đội trưởng là cái thời điểm lúc đầu tiên, là cái thời điểm thuận lợi nhất ạ, đúng không ạ? Tại vì nếu như mà muốn thay đổi về sau nó càng khó hơn. Cái lúc mà chúng ta muốn thay đổi đội trưởng là cái lúc đấy, là cái lúc mà ông ta có quyền mạnh nhất. Càng về sau lại sẽ càng khó và lục đục nội bộ nhiều hơn. Đây là góc nhìn của em. Đó là góc nhìn của em, nhưng mà góc nhìn của anh là ông ta đã không chọn cái việc khiến cho ông ta bị khó khăn khi mà muốn ổn định cái phòng thay đồ của Manchester United. Thực ra những cái câu chuyện phòng thay đồ của Man United là cái chuyện mà chúng ta cứ đoán, cũng như là báo chí đưa tin nọ, đưa tin kia, khai thác nọ, khai thác kia, rồi Ronaldo thế này thế kia, rồi thậm chí là có khủng hoảng với Maguire về chuyện đó. Nhưng mà anh nghĩ rằng là những cái chuyện đó nó không tệ đến như thế. Nó không tệ đến như thế. Ronaldo vẫn tôn trọng Maguire, vẫn đồng ý chuyện rằng là Maguire là người đeo băng đội trưởng của Man United. Và anh tin rằng một cái người mà có sức ảnh hưởng không chỉ ở màu áo câu lạc bộ Man United mà cả ở đội tuyển Anh ấy, như Harry Maguire là người xứng đáng để cầm cái băng đó. Điều quan trọng nhất là thế này này. Điều quan trọng nhất là thế này. Anh ta không duy trì được một cái nền tảng phong độ tốt bắt đầu từ năm ngoái. Bắt đầu từ cái lúc mà anh ta đi du lịch ở Hy Lạp ấy, sau vướng những cái vụ lùm xùm liên quan đến đánh nhau ấy, là từ lúc đó là Harry Maguire có vấn đề mà tâm lý. Và khi mà trở về với Manchester United là những cái câu chuyện mà tâm lý là thứ anh ta không cởi bỏ được. Còn về kỹ năng nhé, anh nghĩ rằng là Harry Maguire vẫn là một trong những trung vệ tốt nhất mà nước Anh đang có vào lúc này. Chỉ có điều là tâm lý của anh ta không tốt mà thôi. Và cái vấn đề tâm lý đó nó sẽ được giải quyết khi mà những cái vệ tinh xung quanh anh ta chưa tốt. Thực ra là Harry Maguire, ngoài những cái tình huống mà Hiếu Sikere đã phân tích ra ấy, chúng ta vẫn nhìn thấy những cái điểm tốt của anh ta. Anh ta cũng chơi không hề bất ổn lắm ở những trận đấu vừa qua đâu. Anh nghĩ thế. Lisandro Martinez khi mà đến đây thực sự mới là vấn đề. Thực sự mới là vấn đề khi mà anh ta bị tấn công rất nhiều vào vị trí của anh ta. Nói thế thôi, một cầu thủ 1m75 chơi vị trí trung vệ tại Ngoại hạng Anh luôn một khó khăn rất lớn. Và anh nghĩ rằng là Erik ten Hag cần sẽ phải thay đổi cái chuyện đó, tư duy đó phải thay đổi. Có thể là đẩy Lisandro ra đá hậu vệ cánh trái. Anh nghĩ đấy là một cái giải pháp. Hoặc đá ba trung vệ, tức là phải để cho một người đá ở vị trí trung tâm kiểu như Varane hay là Maguire nó sẽ tốt hơn. Và đẩy Lisandro Martinez ra biên nhiều hơn. Thì như thế mới là lúc để phát huy được những phẩm chất của anh ta, kiểu như là kéo bóng lên, kết nối với các đồng đội, a bờ cờ. Anh nghĩ rằng là một trong những việc mà xếp Lisandro ở chỗ đó ấy, là để giải thoát cho David De Gea. Tức là David De Gea có một phương án là truyền cho Lisandro để giải quyết những tình huống triển khai bóng từ phần sân nhà của mình. Đó. Nhưng khi mà Lisandro đang bị tấn công nhiều quá, tâm lý không ổn, thì đấy cũng không phải là một giải pháp tốt. Nói chung, vấn đề của Man United vào lúc này ấy, anh nói thật, là câu chuyện mặt tâm lý. Rất nhiều những câu chuyện về mặt tâm lý. Từ chuyện rằng là tôi sẽ làm sao đây để có thể thích nghi với lối chơi mới. Đã có những cái thông tin cho rằng là rất nhiều cầu thủ trụ cột của Man United trước trận derby của nước Anh, đúng không? Có nói huấn luyện viên Erik ten Hag là thôi đừng chơi kiểu này nữa, hãy chơi phòng ngự phản công đi, như thế mới có cửa để thắng Liverpool.